Hôm nay kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quân đoàn 4, 20 tháng 7 1974, 20 tháng 7 2024. 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 không ngừng phát huy phẩm chất tốt đẹp, bộ đội Cụ Hồ, vượt qua khó khăn, thử thách, xây đắp nên truyền thống, trung thành, đoàn kết, anh dũng, sáng tạo, tự lực, quyết thắng. Đây là tiền đề quan trọng để quân đoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, huấn luyện chỉ huy, cơ quan các cấp, tiếp tục đầu tư củng cố hệ thống thao trường, vật chất, đảm bảo huấn luyện, bám sát phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu. Trong thực hành huấn luyện, toàn quân đoàn tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ về sẵn sàng chiến đấu, kịp thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến sát với nhiệm vụ và địa bàn, chú trọng nâng cao trình độ sử dụng các loại vũ khí, khí tài, xe máy, trang bị kỹ thuật trong biên chế. Tập trung chỉ đạo nâng cao ý chí, bản lĩnh chính trị, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ của quân đoàn. Đây là yếu tố cơ bản, quan trọng để nâng cao khả năng cơ động và sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của quân đoàn. Tập trung giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ về nhiệm vụ, đối tượng, đối tác, xây dựng ý chí, niềm tin và đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn, nhận và hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Thứ hai, đó là nâng cao cái chất lượng huấn luyện, rèn luyện cho bộ đội. Huấn luyện cho bộ đội cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ và chuyên sâu, sát với điều kiện, địa hình, tác chiến của đơn vị. Quân đoàn tập trung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh. Ngoài các biện pháp nâng cao chất lượng chính trị đầu vào đối với chiến sĩ mới, quân đoàn hết sức coi trọng khâu rèn luyện ý thức kỷ luật, nền nếp, tác phong chính quy cho mọi cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt, tập trung xây dựng nền nếp, tác phong, ý thức kỷ luật cho cơ quan để vừa làm gương cho các đơn vị học tập, noi theo, vừa có cơ sở thực tiễn để tham mưu cho chỉ huy, thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Chúng tôi luôn tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, nhận thức, năng lực của bản thân về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Và trong thực hiện nhiệm vụ trên ba mặt công tác, chúng tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đơn vị đã giao cho và luôn chủ động học tập, rèn luyện để nâng cao cho mình khả năng sẵn sàng chiến đấu. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn quan tâm chỉ đạo kiên quyết, sâu sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao đời sống bộ đội. Để chủ động nguồn thực phẩm sạch, quân đoàn chỉ đạo phát huy hiệu quả trạm chế biến, tập trung đầu tư, củng cố mô hình khu tăng gia sản xuất tập trung, bảo đảm tự túc 100% rau xanh, 100% cá, 80% đến 100% thịt. Đối với công tác kỹ thuật, quân đoàn chỉ đạo ngành kỹ thuật tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Bộ, thực hiện tốt điều lệ công tác kỹ thuật. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, duy trì và đảm bảo tốt lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt đó là công tác hậu cần và kỹ thuật, các loại phương tiện vũ khí trang bị cho nhiệm vụ chiến đấu để đáp ứng với cái yêu cầu tình huống xảy ra trong giai đoạn mới. Trong giai đoạn hiện nay, quân đoàn đang tiếp tục nâng cao khả năng cơ động, sức mạnh chiến đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần viết tiếp nên truyền thống 50 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Quân đoàn 4, Binh đoàn Cửu Long Anh Hùng.